Kính thưa quý vị, đến chiều tối nay áp thấp nhiệt đới đang cách bờ biển Ninh Thuận khoảng 370 km, cường độ khoảng cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Bắc và có thể mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày mai, tâm bão ở vùng biển Khánh Hòa Ninh Thuận, cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. Sau đó thì bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và khoảng tối và đêm mai thì sẽ đi vào đất liền Khánh Hòa đến Bình Thuận. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định là từ vĩ tuyến 9 đến 13 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng này đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, từ chiều mai đến thứ Tư ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa lớn diện rộng, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp. Đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa tìm thấy tung tích của ba ngư dân mất tích ở cửa biển Sa Cần do lũ cuốn trôi. Thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện phạm vi tìm kiếm đang được mở rộng, lực lượng tìm kiếm thì cũng được tăng thêm. Tuy nhiên, do sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Trước đó, vào rạng sáng ngày hôm qua, tàu cá mang biển kiểm soát của Quảng Ngãi đang neo đậu ở cửa biển Sa Cần thì gặp sự cố. Chủ tàu gọi điện cho ba người nhà bơi thuyền thúng ra hỗ trợ, song do nước lũ khu vực cửa biển quá mạnh, ba người này đã bị cuốn trôi. Đáng chú ý, hai trong số ba nạn nhân mới chỉ 14 tuổi. Còn tại Bình Định, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở nhiều khu vực, một số điểm sạt lở gần sát nhà dân và các tuyến đường giao thông trọng điểm, khiến ba người bị thương. Sáng nay, núi Ba Hòa nằm ngay trung tâm thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiến một lượng đất đá lớn tràn xuống mặt đường. Vụ sạt lở đã khiến 3 người đi trên 2 xe máy bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Do là tuyến đường trung tâm nên lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng điều tiết để đảm bảo lưu thông. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của tỉnh Bình Định đã đến hiện trường và tìm cách giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với tình trạng núi đang ngấm nước sau nhiều ngày mưa liên tiếp thì việc di chuyển qua đoạn đường này vẫn sẽ rất nguy hiểm. Cùng trong sáng nay, một vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại khu dân cư thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Rất may đã không gây thiệt hại về người. Sạt đất đá này là đổ lúc 3 giờ thứ sáng, tức là coi như là đổ ban đêm, chứ nếu mà đổ ban ngày là trẻ nhỏ nhiều lúc ở đây là chị qua lại chơi là coi như nó dễ bị gây ra tai nạn chết người này. Mời các đơn vị liên quan về mặt kỹ thuật để khảo sát đánh giá lại cái mức độ nguy hiểm còn có thể xảy ra, tập trung chỉ đạo các cái phường xã. Thì tập trung cho hai cái vấn đề lớn, một là cái vấn đề về di dời dân, hai là vấn đề là an toàn giao thông. Mưa lớn trong những ngày qua cũng đã khiến các huyện miền núi như Vân Canh, Bình Thạnh bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường liên xã bị chia cắt tạm thời. Những thông tin về cách nhận biết cũng như là phòng tránh sạt lở đất sẽ được chúng tôi đề cập chi tiết hơn trong bản tin thời tiết ở phần sau của chương trình.